anh trai ngoại quốc tiết lộ những điều kỳ lạ ở Việt Nam khiến anh ấy bị sốc, trên thế giới không ai làm vậy. Các bạn thân mến, những món ăn ngon, điểm đến đẹp, Việt Nam còn gây ấn tượng với du khách bởi những nét văn hóa thú vị không đụng hàng với bất kỳ nơi nào. Chẳng hạn như mới đây, Curse Cast YouTuber người Nam Phi đã đăng tải một loạt video những điều khiến anh ấy cảm thấy ngạc nhiên khi đến Việt Nam. Với anh ấy, Việt Nam không chỉ là đất nước có phong cách ăn uống độc đáo, mà Việt Nam còn là một quốc gia có ti tỉ thứ độc lạ khác biệt. Vậy đó là những thứ gì? Hãy xem hết video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu nhé! Trải nghiệm đầu tiên của anh chàng Curse Cat này khi đến Việt Nam chắc là các bạn nghe phát là hết hồn luôn. Cụ thể, anh chàng người Nam Phi này đã tham gia một buổi hầu đồng ông Hoàng Mười ngay tại một gia đình ở ven đường quốc lộ. Chuyện là đang đi trên đường thì anh bất ngờ gặp một đám đông tụ tập làm gì đó khá kỳ lạ mà anh thì không rõ là gì. Với bản tính tò mò của mình, anh dứt khoát dừng xe và đi thẳng vào trong một cách không hề ngần ngại. Mặc dù chẳng ai quen biết ai, nhưng chủ nhà thấy anh vào thì cũng niềm nở mời chào tham dự cùng đám đông. Đang chưa hiểu đầu đuôi gì thì đột nhiên có một chị gái đi đến và đưa cho anh một bao lì xì, rồi anh cũng tham gia như ai. Vừa mới hòa nhập là anh cũng hòa tan cùng mọi người, ai chỉ sao thì anh làm vậy, bài bản như một người Việt Nam thực thụ. Anh chàng Curse Cat chắc là một trong những người nước ngoài hiếm hoi có cơ hội được tham dự buổi lễ tôn giáo đặc biệt như vậy. Nói qua một chút về buổi lễ tôn giáo này thì đó là một tín ngưỡng truyền thống lâu đời ở Việt Nam, được gọi là đạo thờ mẫu, tín ngưỡng thờ mẫu. Trong buổi lễ sẽ có một người phụ nữ nhảy múa trên sân khấu gọi là một người đồng cốt hay đấu cô đồng. Lúc đó cô ấy được xem như linh hồn của ông Hoàng Mười, hoàng tử thứ 10 của thiên đường, vị thần mang lại sự giàu có và thành công cho cuộc sống của những người tham dự. Vì vậy, khi nhận được bao lì xì mà người phụ nữ kia đưa cho thì hãy giữ số tiền trong phong bì. Theo đó, tôn giáo độc đáo này của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Anh trai người nước ngoài chỉ vô tình ghé qua, nhưng ngờ đâu được dịp trải nghiệm buổi lễ đậm đà bản sắc dân tộc như thế, chắc cũng hết cả hồn lắm đấy. Thôi thì cứ xem đó là một trải nghiệm hay ho khi đến Việt Nam đi nhé, vì còn rất nhiều điều kỳ lạ mà anh phải bất ngờ hơn nữa đấy. Một lần khác, khi đang vi vu khắp mọi ngõ ngách của Việt Nam, thì Curse Cat bị lạc đường và đã nhận được sự trợ giúp nhiệt tình dù gặp rào cản lớn về ngôn ngữ. Theo đó, khi thấy người nước ngoài cần sự giúp đỡ, các bạn nhỏ đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ, dùng công nghệ như là Google Dịch hoặc mọi cách có thể để hỗ trợ hướng dẫn, chỉ đường đi đúng cho anh. Qua đó có thể thấy được sự thông minh lanh lợi của các em nhỏ, cũng như tấm lòng tốt bụng của người Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ người khác hết mình. Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp, nhưng chính sự giúp đỡ chân thành đã tạo ra được sự kết nối giữa Curse và các em nhỏ. Tiếp tục cuộc hành trình của mình, Curse đã nghỉ chân tại một quán bún bò để nạp lại năng lượng. Ở một vùng quê vắng vẻ như này thì hiển nhiên là người dân nơi đây chẳng thể nào biết tiếng Anh hay ngoại ngữ nào khác. Đã vậy còn là người lớn tuổi nữa. Thế nên một lần nữa Curse Cat gặp trở ngại trong việc giao tiếp với người dân địa phương. Nhưng đừng lo lắng vì chủ quán bún bò đã rất nhanh trí sử dụng điện thoại di động và ứng dụng Google Dịch để giao tiếp với Curse Cat. Dù gặp khó khăn về mặt ngôn ngữ, nhưng lòng hào phóng và sự hiếu khách của người dân địa phương vẫn được thể hiện rõ qua hành động của người chủ quán. Không chỉ thể hiện sự thân thiện mà còn là một minh chứng cho tinh thần mở cửa, sẵn lòng tiếp đón và chia sẻ với du khách quốc tế. Điều này làm anh chàng YouTuber người Nam Phi cảm thấy mình được chào đón và ấm áp, tạo ra một kỷ niệm đáng nhớ về sự hợp nhất và sự thân thiện của cộng đồng địa phương. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video của Curse đã thu hút gần 1 triệu người theo dõi và nhận được hơn 4.000 lượt bình luận. Đây là con số thật khủng khiếp, điều này cho thấy nội dung đoạn video đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Ngay bây giờ hãy cùng át điểm qua một số bình luận nổi bật xem họ đã nói gì nhé. Thật yêu cách bạn bước vào buổi lễ đó và tất cả mọi người đều có vẻ mặt như thể họ đang đợi bạn. Con người Việt Nam thật thân thiện và nồng hậu, mãi yêu. Người Việt Nam là một trong những người thân thiện và chăm chỉ nhất hành tinh này. Mỗi quốc gia đều có số người Việt nhập cư ở mỗi quốc gia này. Họ không bao giờ gây ra bất kỳ vấn đề gì và luôn làm việc chăm chỉ, tôn trọng người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam hoàn toàn thân thiện, tôn trọng và hiếu khách. Tôi không hiểu tại sao lại có người muốn gây chiến với Việt Nam. Tôi đã xem hàng trăm vlog du lịch Việt Nam và đây là vlog duy nhất tôi cảm thấy chân thực. Dù gặp rào cản ngôn ngữ rất lớn, nhưng có vẻ người Việt đều muốn chào đón khách du lịch.
Tôi yêu Việt Nam, một trong những chuyến đi du lịch thật tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện. Mọi người Việt Nam đều được đối xử với tôi tử tế và vui vẻ giúp đỡ tôi. Người Việt Nam thân thiện đến mức họ còn để anh ấy rời đi cùng với bao lì xì. Tôi thích lắm. Việt Nam là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Người Việt Nam chính là một minh chứng tuyệt vời cho việc trở thành những người tốt, dù không nói cùng một ngôn ngữ nhưng cũng mang lại những trải nghiệm tích cực được chia sẻ giữa con người với nhau. Sau video này, Việt Nam chắc chắn có tên trong danh sách du lịch của tôi, không phải vì đất nước mà vì con người có vẻ rất tuyệt vời, tốt bụng và lương thiện. Người Việt Nam là một trong những người thực tế nhất mà tôi biết, đất nước của họ đã trải qua nhiều điều khủng khiếp. Thật đáng buồn khi phải nói rằng khó khăn thường tạo ra những con người tuyệt vời, những con người cứng rắn nhưng rất tốt bụng. Tôi đang ngồi trên xe buýt lúc này từ Phnom Penh về thành phố Hồ Chí Minh và tôi thực sự rất háo hức được khám phá Việt Nam. Đã đến 7 thành phố ở Việt Nam cách đây vài tháng, một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi cho đến nay. Đó là những bình luận mà cộng đồng quốc tế đã để lại khi xem những thước phim về hành trình tại Việt Nam của anh chàng Kurt Kars. Các bạn có thể thấy, dù gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, nhưng những người Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình, không hề đòi hỏi gì cả. Một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta cần phải duy trì để tạo ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên biết rằng ở mỗi vùng miền sẽ có những văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, những điều liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ấy không nên được sử dụng để vi phạm pháp luật và làm tổn thương người khác. Ở Việt Nam, chúng ta được tự do lựa chọn tôn giáo, tín ngưỡng và hãy là một người văn minh, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo của người khác. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bò Thông Thái sớm đạt 30.000 lượt đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.